Dù bạn không tin vào tâm linh, ma quỷ hay các thế lực siêu nhiên, nhưng những trường hợp bị quỷ ám ghê rợn dưới đây sẽ khiến bạn hoang mang vì chúng đã thật sự xảy ra ngay trong cuộc sống này. Vừa qua, trong một chương trình phỏng vấn, nữ người mẫu Thipawan Phuttapuwa bất ngờ tuyên bố rằng một con ma ăn thịt người trong dân gian Thái Lan đã nhập vào cô. Sau đó cô trở nên hoảng loạn, la hét và làm các hành động kỳ lạ. Đỉnh điểm là khi người dẫn chương trình đưa một chiếc vòng hình Phật lại gần Thipawan, khiến cô phản ứng dữ dội. Nữ người mẫu cho hay cách đây một năm cô đi nghỉ và bị một con ma nhập vào người trong phòng tắm. Đức Thánh Cha Francis nói rằng ông tin Satan là có thật và cuộc chiến chống lại kẻ ác diễn ra mỗi ngày. Vào tháng 5 năm 2013, Đức Giáo Hoàng mới được yêu cầu thực hiện một cuộc trừ tà. Ông đã di chuyển xuống dòng người khuyết tật và ban phước lành cho một người đàn ông bị quỷ ám ngồi xe lăn người Mexico 43 tuổi tên là Andrew V. Andrew kể lại lần đầu tiên bị quỷ ám đó là vào năm 1999 trên một chuyến xe buýt. Anh đã trải qua cả chục cuộc trừ quỷ nhưng chỉ thoát khỏi hoàn toàn khi Đức Giáo Hoàng ban phước. Năm 2008, người được chứng nhận của Hội đồng Quản trị Tâm thần học Lâm sàng tại Đại học Y khoa New York, tiến sĩ Richard E. Gallagher đã tiết lộ và thừa nhận trường hợp của một bệnh nhân với bí danh là Julia thực sự bị quỷ ám. Điều mà thông thường các bác sĩ sẽ cho là lời nói dối hoặc là kết quả của bệnh tâm thần. Sở dĩ như vậy là do bác sĩ đã tận mắt chứng kiến các đồ vật và Julia bay lơ lửng. Bệnh nhân này còn nói những âm thanh lạ và biết rõ tường tận những thông tin về những người cô chưa từng gặp. Annalise Mitchell là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất từ trước tới nay, cũng là nhân vật được lấy cảm hứng trong bộ phim truyền hình đình đám năm 2005, Lễ trừ tà của Emily Rose. Annalise Mitchell vào năm 16 tuổi đã phải điều trị tại viện tâm thần. Tuy nhiên, vào năm 1973, sau khi tự tử không thành công, Mitchell bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ như sợ các đồ vật tôn giáo, tự uống nước tiểu hay nghe những thứ tiếng nói xung quanh mình. Sau khi y học đã bó tay, gia đình đã giúp Mitchell thực hiện gần 70 lễ trừ tà trong suốt 10 tháng nhưng vẫn vô dụng. Cuối cùng cô không còn sức chiến đấu và đã ra đi. Câu chuyện của cậu bé 14 tuổi với bí danh là Roland Drew là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hiện tượng ma ám. Tiểu thuyết kinh dị The Forsyth được dựa trên câu chuyện có thật này. Cuối những năm 1940, dì của Drew đã cùng cậu sử dụng một bản cầu cơ và nhiều khả năng hành động này đã mở cửa cho những thế lực muốn đoạt hồn cậu. Roland Drew bắt đầu nghe những âm thanh kỳ lạ như tiếng thì thầm, tiếng bước chân và tiếng cào xé. Những hiện tượng vật tôn giáo đều bị phá hủy và sau đó có vết trầy xước khó hiểu như được khắc vào cơ thể Drew. Cậu bé bắt đầu nói những giọng lạ và bay lơ lửng với cơ thể vặt vẹo trong đau đớn. Sau hơn 30 lần trục quỷ, cuối cùng nghi thức đã thành công với tiếng kêu đau đớn của Drew cùng với một mùi sulfuric nồng nặc lan tỏa. Vào năm 14 tuổi, cô bé Anna Eflin tại Erling Lowa đã bắt đầu có dấu hiệu bị quỷ ám. Nhiều người cáo buộc cha và dì của cô bé đã quyền rũ bằng việc sử dụng các loại thảo mộc ếm vào thức ăn của Anna. Vào năm 1912, cô gái đã trải qua một lễ trừ tà thành công nhưng không lâu sau, cha và dì cô bé tiếp tục cầu nguyện Satan khiến cô bé tội nghiệp bị rất nhiều con quỷ đạt hồn, trong đó có cả hồn ma từng ám Annalisa Metro. Năm 1928, Anna một lần nữa tìm sự giúp đỡ từ các nhà thờ. Mọi việc trở nên nghiêm trọng khi cô chỉ chịu ăn thức ăn chưa được cầu nguyện hoặc ban phước. Cô gái có thể bay lên và bám vào tường, thậm chí nôn và nhổ vào các linh mục. Sau 23 ngày với 3 nghi lễ trừ tà hoàn tất, các giáo sĩ tuyên bố cuối cùng đã giải thoát cô khỏi ma quỷ. Năm 1906, Clara Remana Seeley, một sinh viên theo đạo Thiên Chúa tại S. Mitchell Smithson ở Natal, Nam Phi, đã cầu nguyện và thực hiện một hiệp ước với Satan vào năm cô được 16 tuổi. Và chỉ vài ngày sau đó, Seeley đã có những dấu hiệu kỳ lạ như sợ các hiện vật tôn giáo, la hét và nói các ngôn ngữ kỳ lạ, đọc suy nghĩ của mọi người xung quanh hay thậm chí là bay lơ lửng giữa nhà. Hơn 170 người đã chứng kiến khi cô bay lên khi hai linh mục đọc kinh thánh. Trong suốt 2 ngày, nghi lễ trục quỷ đã thành công với sự chống trả quyết liệt của cô gái. Những biểu hiện của quỷ ám trong những câu chuyện có thật trên đều giống nhau và điều này đã gây hoang mang khi không ai có thể giải thích rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra. Điều thuyết phục nhất dường như là đang có một thế lực nào đó đang kiểm soát linh hồn của họ.